Hello, chào các bạn. Và hôm nay mình đang có mặt trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, quận Nhất. Mình mời các bạn đi dạo quanh Sài Gòn trong mùa dịch Covid này. Còn một số cửa hàng điện thoại đồ cũng không mở. Bây giờ chúng ta đi tham khảo tham quan thêm một số nơi nữa nhé. Thank you.
Sài Gòn. Các bạn đã thấy lượng xe có mặt trên tuyến đường khu vực Sài Gòn này cũng giảm hẳn so với mọi ngày các bạn. Số lượng xe cũng khá là giảm. Rất là vắng vẻ, con đường rất là vắng vẻ. Trước mặt các bạn là chợ Bến Thành, trung tâm Sài Gòn, và hiện giờ khu vực chợ cũng tạm ngưng hoạt động rồi các bạn. Chợ tạm ngưng hoạt động trong mùa dịch này để đảm bảo an toàn cho dân, cho mọi người. Và Sài Gòn chúng ta, cả nước chúng ta đang vào cái thời gian cách ly với các bạn. Rất nhiều cửa hàng gần như đã đóng cửa, tạm ngưng hoạt động. Các bạn là động viên tham gia hành trình.
tâm mua sắm Central Mart nha, cũng đã tạm thời ngưng hoạt động các bạn. Tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhé.